Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 112. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn. Khi người bị kiện, ác sẽ được đoán xét cách chánh trực. Người cũng chẳng hề bị lay động. Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tin hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi. Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti, chương 1. Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giê-su Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Ga-la-ti. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-su Christ đặng theo tin lành khác. Thật, chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của đấng Christ. Hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-su Christ. Và anh em đã nghe lúc trước, tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đổi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong, tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa-mách. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Bây giờ, tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong đấng Christ. Chính các hội đó có nghe rằng
Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người có sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời. Chương 2. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem Tít cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Dầu Tít, kẻ cùng đi với tôi là người Greek, cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Barnaba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Barnaba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bằng là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chương 21. Về đời David, có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp. David cầu vấn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp cùng người rằng, sự này xảy đến vì cớ Sao-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Ga-ba-ôn. Vua bèn truyền gọi dân Ga-ba-ôn và nói chuyện với họ. Người Ga-ba-ôn chẳng thuộc về dân sự Israel, nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit. Dân Israel có thề hứa tha thứ họ. Dầu vậy, Sao-lơ vì lòng sốt sắng về dân Israel và Giu-đa đã tìm cách trừ diệt họ. Ấy vậy,
David hỏi dân Gabaon rằng: Ta phải làm sao cho các ngươi, lấy vật gì mà chuộc tội, hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Dân Gabaon tâu cùng vua rằng: Chúng tôi đối cùng Sao-lơ và nhà người, chẳng đòi bạc hay vàng. Chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong Israel. David tiếp: Vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng: Người ấy có diệt trừ chúng tôi, người có toan mưu làm cho chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel. Thế thì hãy phó cho chúng tôi 7 người trong những con trai người. Chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Sao-lơ là người được Đức Giê-hô-va chọn. Vua đáp: Ta sẽ phó chúng nó cho. David dung thứ Mephiboset, con trai của Jonathan, cháu của Sao-lơ, vì cớ lời thề David và Jonathan, con trai của Sao-lơ, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua bắt Acmoni và Mephiboset, hai con trai của Rít-ba, con gái của Aia, đã sinh cho Sao-lơ, và 5 con trai của Mi-canh, con gái Sao-lơ, đã sinh cho Ác-ri-ên, con trai của Bác-si-lai ở Mê-hô-la, mà giao cho dân Ga-ba-ôn. Chúng treo họ lên trên núi tại trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 người ấy đều bị chết chung với nhau. Người ta giết họ nhằm mấy ngày đầu mùa gặt lúa mạch. Rít-ba, con gái Aia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây, và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần. Có người học lại cho David sự Rít-ba, con gái Aia, hầu của Sao-lơ đã làm. Vua bèn đi đến dân sự Gia-be trong xứ Ga-la-át, lấy hài cốt của Sao-lơ và của Jonathan, con trai Sao-lơ, mà dân ấy lấy trộm khỏi Bết-san, là nơi dân Philistin treo họ lên trong ngày chúng nó đánh bại Sao-lơ tại Gin-bô-a. Vậy từ Gia-be, vua đem lại hài cốt của Sao-lơ và của Jonathan, con trai người. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, chôn nó với hài cốt của Sao-lơ và Jonathan, con trai người, trong mộ của Kích, cha của Sao-lơ, ở Sê-la, tại địa phận Benjamin. Người ta làm mọi điều y như vua đã dặn biểu. Về sau, Đức Chúa Trời mới đoái thương đến xứ. Dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philistin. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philistin. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ Ít-bi-bê-nốt, con cháu của Rapha, có một cây lao nặng 300 siếc lơ đồng và đeo gươm mới, toàn đánh giết David. Nhưng Abishai, con trai Seruya, đến tiếp cứu vua, đánh người Philistin ấy và giết đi. Từ đó các thủ hạ của David nài xin người rằng: Vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Israel phải tắt chăng. Sau sự đó lại có một trận khác cùng dân Philistin tại Gót. Ở đó Sibekai người Husa giết Sáp là con cháu của Rapha. Tại Gót lại còn có một trận với dân Philistin nữa. Enchanan, con trai Yaare Oregim ở Bethlehem, đánh giết Goliath ở Gát. Người có một cây lao cán như ống trục của thợ dệt. Cũng xảy ra một trận tại Gát, là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rapha. Người có 6 ngón nơi hai bàn tay và 6 ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai Shimea, cháu David, giết hắn đi. 4 người Philistin này đã sinh tại Gát, về dòng dõi Rapha, đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người. Chương 22. Khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Sao-lơ, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi,
ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng khen ngợi, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã phủ bao tôi, luột gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền, Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền các tầng trời cũng lay chuyển, nó rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và từ miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực. Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi một cherubin và bay, Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng nước, những mây đen mịt chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài vang rân. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa sẽ tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi chừng kẻ kiêu căng, đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Đức Giê-hô-va ơi, thật Ngài làm ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chính đáng. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không xiêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ tiệt, đâm lũng chúng nó, không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận, và khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát, dày đạp chúng nó giống như bùn ngoài đường.
Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi. Vừa nghe nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.